Khanh xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chị Khanh xin được giới thiệu đến quý vị một sản phẩm của Roland, đó là RP501R, một sản phẩm giải trí gia đình hiệu quả nhất của công ty Việt Thương cung cấp. Thứ nhất, lý do là một cây piano đáp ứng đủ mọi tiếng piano và ngoài ra còn những nhiều tiếng khác nữa: guitar, string, brass, dàn kèn, flute. Và đặc biệt nữa hơn nữa đó là có điệu đệm nhé. Nó như một cây đàn keyboard, chúng ta hay gọi là organ đấy. Nó có điệu đệm để chúng ta có thể vừa đàn vừa hát, phục vụ cho các những bản nhạc piano của chúng ta, hoặc điệu đệm để chúng ta có thể hát đàn cho những người thân ở trong gia đình của chúng ta. Và điều thứ hai nữa đó là kết nối Bluetooth không dây để chúng ta có thể kết nối các app để tự học online ở nhà cho các bé, hoặc là phụ huynh của chúng ta cũng có thể tập. Và ngoài ra có cả app của hãng Roland cung cấp, đó là Piano Partner 2, để chúng ta có thể điều khiển đàn và học tập trên đấy. Và với thời điểm hiện tại thì livestream thì chúng ta sẽ cũng rất cần, thì chúng ta có cái đường output, chúng ta chỉ cần một thiết bị để tiền thôi, Iris, chúng ta có thể livestream mà không bị ảnh hưởng âm thanh bên ngoài. Hoặc là chúng ta sẽ dùng những sao kẹt, thí dụ của Zoom U22, U24, chúng ta cắm live trực tiếp để không ảnh hưởng cái âm thanh bên ngoài lọt vô. Và chúng ta có thể hát, cắm micro vô một cái effect và chúng ta cắm vô đàn, và chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của chúng ta với tiếng đàn của chúng ta qua dàn loa của âm thanh RP501 này. Bây giờ chúng ta sẽ hãy vô phần chi tiết nhé. Roland RP501R tích hợp hệ âm thanh Supernatural. Hệ âm thanh Supernatural rất nổi tiếng của hãng Roland, đó là lấy từng mẫu âm chi tiết nhỏ đến lớn. Tức là một phím chúng ta sẽ đánh được rất nhiều mẫu để tạo ra một cái hệ âm thanh như là một cây piano cơ thật thụ. Và thứ hai nữa là bàn phím pha 4 của Roland. Nó bao gồm cái bàn phím dạng ngà voi và cái cảm biến của nó cực kỳ nhạy. Và đặc biệt nữa là nó có escapement, tức là cái nó một có khức để chúng ta cảm giác như một cây piano khi đánh trên đàn một cây piano thực thụ vậy. Thì nó sẽ tạo ra cảm giác rất là hay khi chúng ta biểu diễn một bài nào đó. Và tiếp theo đó là cái hệ tiếng của nó gồm 11 tiếng piano đủ loại, classic, model, nhạc pop, hay là chúng ta dùng những phím piano concert. Và ngoài ra thì nó còn có tích hợp thêm 305 tiếng khác nữa, ví dụ guitar, dàn dây, dàn kèn, hoặc là bộ gõ, rất nhiều . Và cổng USB thì nó sẽ chứa cho chúng ta các điệu. Thay vì ở trong đàn thì nó chỉ chứa 72 điệu thôi, thì chúng ta có USB thì chúng ta có thể chứa cả hàng ngàn điệu trong đó, thì rất là đầy đủ để chúng ta có thể đệm hát ở tại nhà, hoặc là đệm cho những bài piano của chúng ta. Và đặc biệt nữa là chúng ta có đàn RP501 có thể đọc được hệ tiếng wave, thì chúng ta chỉ cần chép nhạc vô USB và chúng ta chỉ mở thôi là và chúng ta sẽ thưởng thức dàn âm thanh của 501 nhé. Và Roland RP501 đầy đủ chức năng để chúng ta học tập, thí dụ máy đánh nhịp metronome, và chúng ta có thể nhanh chậm hoặc là thu âm. Những bạn mà chúng ta học, chúng ta có thể thu âm lại. Với cổng USB chúng ta chứa cả hàng ngàn bài thu âm của chúng ta. Và bàn phím thì chúng ta có thể cộng được tiếng. Nói chung là tất cả chức năng học tập phù hợp, phục vụ cho việc học tập của chúng ta rất đầy đủ. Và qua cái app Piano Partner 2 và công nghệ Bluetooth 4.0 chứa trong đây, thì chúng ta có thể học qua cái chữ app đó với hàng ngàn bài hát, và chúng ta có thể điều khiển được cái đàn. Và ngoài cái app Piano Partner 2, chúng ta còn rất nhiều app ở trên App Store hoặc là Google Play. Và kính thưa quý vị, với nhu cầu giải trí tại nhà, với phong trào ca hát ở tại nhà rất là cần thiết, thì chúng ta chỉ cần một bộ của Boss VE5 này thôi, hoặc là VE2, để tạo tiếng echo và cắm micro vô đây, và chúng ta sẽ cắm vô đàn để chúng ta có thể hát hòa tại gia đình. Và đặc biệt thêm nữa là quý vị hãy post lên các trang mạng xã hội hoặc là livestream, thì chúng ta chỉ cần một thiết bị, thí dụ như Iris hoặc là những sao kẹt của Zoom U22, U24, chúng ta chỉ cần cái output này thôi, thì chúng ta livestream hay là đưa lên các trang mạng xã hội thì những tập ở bên ngoài nó sẽ không bị ảnh hưởng, nó tạo cho cái phần livestream hoặc là những video clip ca hát của chúng ta được hiệu quả nhất. Và bây giờ quý vị hãy nghe Khanh hát thử trên cây đàn này nhé. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai
đến lúc tôi xa người. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi vừa làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi thành mây khói. Các người làm sao ta lỗi cùng người. Dồn ra một nỗi đau nghẹn ngào nỗi vui. Dồn ra một nỗi đau nghẹn ngào nỗi vui. Vâng, kính thưa quý vị, Roland RP501 là cây đàn chọn lựa cho mọi gia đình, giải trí âm nhạc tại gia đình hữu hiệu nhất. Vừa tiếng đàn hay, thiết kế đẹp và có điệu đệm như organ keyboard và có thêm Bluetooth để chúng ta kết nối với các app không dây. Và có đường in, out để chúng ta có thể cắm smartphone vô nghe nhạc hoặc là chúng ta có thể livestream phát nhạc trên các trang mạng xã hội. Quý vị hãy cùng đến với Việt Thư Music để trải nghiệm qua sản phẩm Roland RP501 này cho âm nhạc giải trí gia đình nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.